Khẩu trang Wakamono là khẩu trang y tế diệt virus corona lên đến 99% đầu tiên trên thế giới và đã được CE của châu Âu công nhận và cho phép ghi trên nhãn hộp. Khẩu trang Wakamono với đặc tính kép vừa có khả năng lọc các mầm bệnh có hại, vừa có khả năng tiêu diệt virus bằng lớp vải có phủ hợp chất bionano, diệt virus trong cấu trúc 4 lớp của khẩu trang. Với công nghệ nanobiotech độc quyền, lớp vải bên trong khẩu trang được bao phủ bởi hàng triệu hạt nano hữu cơ. Các hạt nano này làm suy yếu và tiêu diệt các mầm bệnh có hại khi tiếp xúc hoặc đi xuyên qua. Hiệu quả tiêu diệt virus của khẩu trang đã được kiểm tra và chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm độc lập có uy tín và đáng tin cậy theo tiêu chuẩn ISO 18184-2019. Ngoài ra, khẩu trang Wakamono đạt tiêu chuẩn cao nhất theo FDA Hoa Kỳ ASTM F2100 cấp 3 và CE EN 14683 loại IIR của châu Âu, tiêu chuẩn TGA của Úc. Khẩu trang Wakamono đã xuất khẩu vào các thị trường khó tính tại châu Âu và các nước khác như Bồ Đào Nha, Ý, Úc, New Zealand, Mỹ, Nhật. Hãy đeo khẩu trang Wakamono diệt coronavirus 99% để bảo vệ sức khỏe của chính bạn và mọi người xung quanh. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.